Chào tất cả bác nhá, hôm nay đi lắp cái bộ ở bên Thuận Thành Bắc Ninh. Bộ này thì trị giá có hơn 9 triệu rồi anh em ạ. Đấy, nhưng mà bác chủ là muốn em đến lắp và làm video cho bác. Đấy, thì bác chủ thì đang ở bên nước ngoài, còn đây là bố bác chủ. Đó, thì đang đi lắp đây, bác chủ đây là lối vào đây. Bộ này với 9 triệu 100 nghìn thôi anh em nhá. Tí nữa em sẽ cho tất cả anh em cùng xem cái cấu hình và test thử cho anh em cùng xem nhé. Em đang lái xe, vừa lái xe vừa quay. Bộ này thì giá rẻ thôi, cho anh em cùng xem này. Cho anh em cùng xem này. LA850, KM8X và UX12. Rồi, đến nhà rồi. Nhà bác chủ các bác nha. Đó, combo đây. Đó, nhà rất là to. Anh em có thể là tham khảo. Cho bác chủ xem nhà luôn. Tình bạn thân chưa yêu một ai yêu chưa ra. Bộ già này UX12 các bác nhé. UX12 với vang Zia. Vang Zia. Đôi loa bát 40 các anh em. Sử dụng LA850 nhá, 850 nhá. Mic UX12. Vang Zia KM8X. Sử dụng dây quang anh em nhá. Sử dụng dây quang luôn nhá. Đó, sử dụng dây quang. Ghép nối rất đơn giản này. Anh em có thể thấy. Khi mà chú thiết kế cho cháu cái ổ cắm ba luôn chú nhá. Cho cắm một toàn bộ cái này vào. Và bình thường mình tắt đi, mình sẽ tắt từng cái này đi. Chú sẽ tắt cục đẩy trước, xong tắt cái mic, xong tắt con vang. Đấy, khi bật lên thì mình cũng bật từ vang trước này. Xong đến mic này. Xong đến mình bật cục đẩy lên. Khi mà mình tắt đi thì mình phải vặn về không. Còn không thì mình khi bật lên rồi thì mình chú để cho cháu lên cái mức 11 giờ như này. Đấy, chú để lên cho cháu cái mức 11 giờ như này. Và cái volume này của mình, cái volume effect này thì chú muốn nhiều echo thì chú tăng lên. Còn đây là mic này. Đây là đường mic, còn đây là đường music này. Đấy, mình muốn để tầm nào thì là ok. Đó, như thế thì rất là đơn giản thôi. Thế thôi, chứ còn đâu những cái này thì cháu khóa hết vào rồi. Cháu lock nó lại hết rồi. Thì có nghĩa là không ai có thể là chỉnh được tần số nữa. Đấy, thì này tần số là chắc chắn là chuẩn luôn rồi. Còn hai cái volume trên cái mic này thì chú cứ để lên tầm 12 giờ cháu nhé. Còn đâu, bình thường ấy, cái phòng nhà mình rộng ấy thì mình ngồi gần này thì mình không thể nghe rõ được. Rồi. Thì chú ngồi ra đằng sau ấy thì chú alo là chú sẽ nghe rõ. Và là có người hát ấy thì chú chỉnh cái này, nhưng mà bình thường những cái này cháu để mặc định như này là ok rồi. Để tầm 12 giờ như này là ok. Còn đâu, quan trọng nhất là khi bật lên là chú kéo đẩy về không này cho cháu xong tắt đi. Trong khi bật lên thì chú bật lên xong rồi chú để lên tầm khoảng độ 11 giờ. Xong bắt đầu là chú chỉnh những cái volume này lên cho cháu. Đó, chỉnh volume này lên. Đây là volume bên nhạc, còn đây là volume bên mic. Rồi. Đó. Mic này thì lưu ý là cái mic này của mình khi mà mình dùng xong thì mình phải tháo pin ra thôi nhé. Pin của mình không phải là pin sạc. Đâm ra là phải tháo pin ra, chứ không để pin là nó chỉ chảy nước bên trong. Là ok. Còn đâu cái dây loa này là chú cứ ấy thôi, dây loa này chú cứ để loa hai loa này lên trên nhau như này là ok chú ạ.
Rất đơn giản, dây thì cháu đi rồi, cái này thì cháu dùng dây quang luôn chú nhá. Không qua dùng bộ bộ chuyển quang kia của chú đâu ạ. Nên cái tín hiệu của nó mạnh hơn. Đó. Mình cũng không phải lằng nhằng nhiều dây dậu cắm. Đấy, chú cứ thiết kế cho cháu cái ổ 3 xong cho chú để đây. Bên này có ổ 3. Vâng. Vâng. Cho vào đi có đỡ lằng nhằng. Vừa cái xong rồi. Nhưng mà làm nó đảm bảo một chút cháu. Rồi. Vâng.